Và điểm cuối cùng, đây là tóm tắt 5 điểm, 4 điểm trên. Điểm thứ 5, quản lý khôn ngoan là phải tỉnh thức, là vì cuối cùng sẽ bị tính sổ. Lặp lại 5 cái trên á, ta giao cho con có sinh lợi không? Con có biết chia sẻ cho người khác không? Con có phản bội không? Dùng cái ta cho để phản ta, con có biết nhìn xa không? Và lúc đó, cái giờ bất ngờ nó đến, thì trả lời. Lạy Chúa, xin nhắc chúng con luôn luôn nhớ rằng, mỗi người chúng con là người quản lý của Chúa. Để dù ở đâu, dù làm gì, cũng luôn luôn làm cho Chúa, luôn luôn tỉnh thức, sống dưới ánh mắt của Chúa, vì biết rằng Chúa nhìn thấy và Chúa đến bất kỳ lúc nào. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa của anh em sẽ đến. Nhưng anh em phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc hẳn ông ta sẽ canh chừng, không để cho nó đào ngạch, khoét vách nhà mình. Vậy anh em cũng phải sẵn sàng, vì lúc anh em không ngờ, con người sẽ đến. Vậy anh em nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đặt lên để coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản của ông. Nhưng nếu đầy tớ xấu ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa, chủ đầy tớ ấy sẽ trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết. Ông sẽ xé xác nó ra và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình. Ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, trong bản dịch này thì chỉ có nói là để cứ đúng giờ mà phân phát lương thực cho gia nhân. Nhưng trong bản dịch của lời Chúa cho mọi người thì dịch chính xác hơn, dịch là cứ đến đúng giờ và đúng lúc. Vậy thưa quý ông bà, đúng giờ nó khác đúng lúc chỗ nào? Mấy người bên tiếng Anh chắc biết rõ hơn. Cái in time và on time nó khác nhau hoàn toàn. Đúng giờ là có giờ quy định. Ví dụ đúng 2 giờ thì phát cơm. Còn đúng lúc là bất kỳ lúc nào người ta cần. Không có giờ. Đứa bé đứng ngoài bờ hồ rớt xuống nước, mẹ nó xuất hiện đúng lúc, chứ đâu có phải canh giờ nữa, để kéo nó lên. Cho nên đây là vai trò của người gia nhân nhé. Tôi thấy nó hay hay. Thưa quý ông bà và anh chị em, lại một lần nữa, tôi cũng sợ cái dụ ngôn từ câu 45 mà mình vừa mới nghe, chương 24 của Thánh Matthew, và Thánh Luca khá giống. Thánh Luca ở chương 12, câu 32 trở đi. Hình như nó dành cho các vị lãnh đạo tôn giáo hay là lãnh đạo trong dân Chúa. Cái nguy hiểm ở đây là trong khi thi hành chức vụ được trao phó, các vị ấy cứ tưởng rằng mình là chủ. Không, vì đã quên rằng mình chỉ là quản lý chứ không phải chủ nhân. Nhất là quên rằng mình sẽ phải tính sổ với ông chủ khi ông đến. Mà trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, ông chủ đến, đức vua đến, vân vân, đều nói là cái chết.
chức vụ quản lý này do ông chủ đặt lên, chứ mình không có gì hết đó, để coi sóc gia nhân hay đàn chiên, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ, đúng lúc. Cho nên không phải chỉ canh giờ mà thôi. Hôm nay thứ hai tôi nghỉ, đừng tới nhà xứ, bởi vì đúng giờ là cái giờ này tôi được nghỉ. Rồi một người hấp hối thì sao? Phải đợi đến mai à? Hay là lớp giáo lý đến học tân tòng? Nhiều nhiều linh mục đã trả lời, gom đủ 20 người tôi dạy một lúc. Họ không gom được thì sao? Khỏi học. Thấy ghê thật á. Bởi vì phải đúng giờ. Tất cả đều đến đúng giờ. 10 người, 20 người. Chứ không đúng lúc. Không cần đúng lúc. Thiếu. Cái đó tôi đọc lại trong cái bài giảng của Đức Tổng Giám Mục ở Manila, ở Phi Lực Tân. Tôi lại sợ. Nó có cái ý này. Bây giờ trở về câu chuyện lịch sử Trần Gian đi. Trong vòng có 20 năm nay thôi. Nhân vật thứ nhất, Alberto Kenya Fujimori. Ai cũng biết, đó là ông tổng thống đặc biệt người Nhật mà làm tổng thống nước Peru. Ông làm hơn 2 nhiệm kỳ. Cuối năm 2000, ông bị truất phế. Và phiên tòa xử ông khá dài. Rồi đến năm 2007, ông bị dẫn độ về Peru để đối mặt với phiên tòa xét xử về tội tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Một người. Ông tưởng ông làm chủ. Thứ hai, Tổng thống Joseph Estrada, Phi Lực Tân, bị lật đổ vào năm 2001 vì bị cáo buộc tham nhũng, gian dối, kê khai sai tài sản. Phiên tòa của ông khó xử kéo dài đến 6 năm. Tổng thống Indonesia Abdurrahman Wahid bị Quốc hội Indonesia luận tội vào tháng 7, 2001. Quý vị thấy cũng khoảng đó nữa. Và bị truất phế và bị cáo buộc cũng vì tham nhũng, lạm quyền. Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, ai cũng nhớ mặt bà mà, Park Geun-hye, bị đề nghị lãnh mức án đến 35 năm. 35 năm trong tù, cộng tất cả những tội lợi, cùng các khoản tiền phạt và phải bồi thường cho Nam Hàn, tức là Hàn Quốc, tới hàng chục triệu Mỹ Kim. Trước bà, ông Lee Myung-bak, tổng thống từ năm 2008 đến 2013. Rồi trước ông ta, ông Roh Moo-hyun, 2003 đến 2008, cũng đều bị tố cáo tham nhũng, lạm quyền. Và nhiều lắm. Tôi tự hỏi tại sao xảy ra chuyện đó. Là vì họ quên họ chỉ là quản lý, chứ không phải là chủ. Họ tưởng họ là ông chủ của đất nước, hay bà chủ của đất nước. Dân mới là chủ. Nhưng họ đã không làm tốt nhiệm vụ quản lý, nên bị sa thải. Đó là luật tự nhiên. Thưa quý ông bà, cái chữ quản lý có nghĩa là coi sóc. Tức là mình có quyền quyết định. Chúng ta là người quản lý mà Thiên Chúa giao nhiều lắm. Bây giờ đừng nhìn đâu xa, thân xác mình trước. Sự sống của mình, tài năng, trí tuệ, sức khỏe, sắc đẹp nữa, tất cả đều là ơn Chúa ban. Nói tóm lại, tất cả những gì mình có, những gì mình nhìn thấy, đâu phải của mình, đều là của Chúa. Chắc chắn sẽ không có ai mà tự hỏi tại sao tôi không cao bằng chị kia. Mình được nhận món quà đó rồi mình ngồi so sánh làm gì? Tại sao tôi không đẹp bằng cô nọ? Tại sao tóc tôi không vàng? Bây giờ thì đi nhuộm được. Tại sao mắt tôi không xanh biếc? Bây giờ thì cũng có contact lens có màu đó. Tại sao tôi không có tài hội họa? Tại sao tôi không đánh đàn được như anh Hiệp? Vân vân. Mình không có quyền hỏi nữa chứ đừng nói. Là vì mình nhận được cái gì của mình là của mình. Có người họ biết phát triển ra thêm, mình không phát triển thì đừng so sánh. Tất cả điều chúng ta là
Chúa cho mượn sự sống, tài năng, trí thông minh cho chúng ta giữ trong một thời gian, rồi Chúa lấy lại. Tất cả những thứ đó nó ở trọ bên trong chúng ta thôi. Giống y như cái bài thơ: con chim ở trọ cạnh tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, môi sinh ở trọ người sinh, duyên dáng ở trọ đôi chân thúy kiều, tôi nay ở trọ trần gian, mai sau về chốn xa xăm với người. Thật là hay. Cho nên bây giờ nói thẳng vô vấn đề người quản lý. Thế nào là quản lý trung thành và khôn ngoan? Nó có 5 đặc điểm. Tôi nói ngắn lắm, không có đi vô chi tiết. Người quản lý trung tín là người biết sinh lợi những tài sản mà mình đang có. Mình đang có là nhờ ông chủ giao, mà mình làm sinh lợi thì ông chủ vui. Có vậy thôi. Còn mình tàn phá là chắc chắn mình sẽ bị lấy lại. Điểm thứ hai, người quản lý trung tín là người biết chia sẻ, dùng cái tài của mình để làm cho những gia nhân khác hạnh phúc. Một cái xí nghiệp mà mình được ông chủ giao thì mình phải làm cho cái xí nghiệp đó nó vui vẻ, nó tăng. Còn mình làm nó giảm là mình là quản lý tội. Một gia đình cũng vậy, bậc cha mẹ là người quản lý, con cái đùm bọc thương yêu nhau, vợ chồng đó là quản lý tốt. Điểm thứ ba, quản lý trung tín là không được phản bội. Có chữ trung tín rồi. Không được dùng những ơn Chúa để chống lại Ngài. Có chừng nhiều khi mình không để ý, mình phạm tội bằng thân xác của mình mà. Cái câu đó nghe nó ghê. Nếu không có xác làm sao có tội. Điểm thứ tư, quản lý khôn ngoan là biết nhìn xa. Sự sống, tài năng, sức lực, trí thông minh ở trọ một thời gian thôi, nhưng sau những cái đó mình sẽ được cái gì? Không lẽ hôm nay mình mừng lễ dỗ rất nhiều người và cũng cầu nguyện cho nhiều người ở Việt Nam COVID. Sơ Hồng Quế là người tôi biết đang bị nhiễm nặng, một nữ tu nổi danh ở Việt Nam. Và điểm cuối cùng, đây là tóm tắt 5 điểm, 4 điểm trên. Điểm thứ 5, quản lý khôn ngoan là phải tỉnh thức, là vì cuối cùng sẽ bị tính sổ. Lặp lại 5 cái trên đó, ta giao cho con có sinh lợi không? Con có biết chia sẻ cho người khác không? Con có phản bội không? Dùng cái ta cho để phản ta. Con có biết nhìn xa không? Và lúc đó, cái giờ bất ngờ nó đến thì trả lời. Lạy Chúa, xin nhắc chúng con luôn luôn nhớ rằng mỗi người chúng con là người quản lý của Chúa. Để dù ở đâu, dù làm gì, cũng luôn luôn làm cho Chúa. Luôn luôn tỉnh thức, sống dưới ánh mắt của Chúa. Vì biết rằng Chúa nhìn thấy và Chúa đến bất kỳ lúc nào. Trước mặt tôi có ai biết trước giờ mình chết không? Tôi lấy ví dụ thôi. Một người trong cộng đoàn chúng ta đó, anh Phát đó, trong gia đình bác nhỏ đó, bác sĩ tuyên bố sắp chết trong 14 năm. Đâu biết nữa. Bác sĩ thì cứ nói 2 tháng nữa chết, rồi cứ vậy. Mình không biết được đâu. Rồi có người bác sĩ chưa tuyên bố gì hết thì đã ngủm củ tỏi rồi. Có người do tai nạn đem đi nữa vậy. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta một chút tỉnh thức thôi, đủ rồi. Xin Chúa ban cho con một điều để lúc nào con cũng tỉnh thức, để con nhớ con không phải là chủ thân xác này, con cũng chẳng phải là chủ cộng đoàn này, con cũng chẳng phải là chủ của những người nào hết á, mà con chỉ là người quản lý. Xin cho con đừng bao giờ là người quản lý bất ngờ Chúa đến thì trở thành quản lý tội. Đó là điểm chính của bài tin mừng hôm nay. Thật sự quý vị thấy mỗi đoạn tin mừng đều có khối bài học thật.
Nếu với ơn Chúa chúng ta tìm hiểu đến nơi đến chốn, chúng ta sẽ thấy đây là lời ban sự sống đời đời, đúng chứ không sai. Bữa nay tôi nghe một người vừa mới nói lái xe trong mười mấy tiếng liên tiếp, thế là tôi sực nhớ tới câu chuyện trong này. Có một người vì lái xe sau 16 tiếng, sáng sớm tới được một cái thị trấn, ông ngừng bên bìa một cái công viên, rồi nhắm mắt ngủ tí, thấy nơi yên tĩnh mà. Chọn một con đường mà nơi công viên đó, chắc là nó bình an lắm. Thì cái người đó vừa tấp xe vào, bật cái ghế ra, nằm nghỉ chút thì lại có một ông chạy bộ thể thao buổi sáng gõ cộc 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 cộc. Thưa ông, mấy giờ rồi? Ông quảng hồn lại phải mở công tắc, coi đồng hồ trong xe. 6 giờ rồi, nằm ngủ chắc thôi không sao. 2 phút sau, cộc 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 cộc, mấy giờ rồi? Rồi 3 người, 4 người, 5 người. Ông sùng quá, lục trong xe có miếng giấy, ông ấy ghi: tôi không biết giờ, để lên cửa đó. Vừa mới dán xong nằm ngủ tới bây giờ là ngon rồi, không thằng nào hỏi đó. Thì tự nhiên nghe cộc 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 cộc, 4-5 người đứng chung quanh: 8:15 nhá. Tại ông không biết giờ thì người ta tới người ta chỉ. Lại thức dậy. Quý vị thấy gieo gì gặt nấy không? Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Để tìm lại đích cuối cuộc đời, dâng lên Chúa tròn tự do, tròn ý chí với cuộc đời con, sống bình tâm giữa đời, hãy làm mọi sự để vinh danh Chúa. Khi nhà Si-ô một gương sáng sống cho tình yêu, bỏ mặc đi niềm vui sáng dâu để tìm lại đích cuối cuộc đời, dâng lên Chúa tròn tự do, tròn ý chí với cuộc đời con, sống bình tâm giữa đời, hãy làm mọi sự để vinh danh.